Rồi sáng xúc không mấy? Dạ. Coi sáng xúc hả? Dạ, này mới làm sáng giờ hả? Dạ. Đường đi cặp theo kinh nó lỡ xuống rồi ha. Bây giờ làm lại. Đường đi cặp theo sinh lỡ xuống, mùa khô nó lỡ xuống các bạn. Hai chiếc chiếc sáng xúc nó cặp đó nó phải lên gia cố lại cái đường đi, sửa lại đường đi cho người dân đó. Để mình quay chiếc sáng xúc đất chia sẻ các bạn em trải nghiệm nha. Chưa nó dục vô hả? Tự không làm mà chưa nó để làm cho bạn đi làm nó bị đường đi lỡ nè các bạn, sáng cạp nó cạp đất đắp lên mé làm đường đi lại cạp theo kinh nè. Đem đất lên nó làm con lộ cạp theo kinh các bạn, lộ này lớn dữ rồi. Là cầu kinh 14 của lộ ông Tây các bạn. Làm con lộ cặp cái cầu kinh 14 chạy xuống nè. Thank you.
Thôi mình kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem chiếc sáng nó cạp đất kinh các bạn. Cạp đất với lòng kinh đắp lên cái quả kinh. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.